Lê Văn Dũng liệu có vô tội? Liên quan đến hoạt động tuyên truyền xuyên tạc trên không gian mạng của Lê Văn Dũng, tức Dũng Vô Va, trong suốt thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đã có tin báo tố giác tội phạm gửi cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Về việc này, theo quyết định và thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, sau khi tiếp nhận đã tiến hành các trình tự, thủ tục xác minh như trưng cầu Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định nội dung, âm thanh, hình ảnh trong các video clip liên quan đến Lê Văn Dũng. Tuy nhiên, do đến hết thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 10 tháng 4 năm 2021, do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên. Ngay sau khi có quyết định và thông báo của Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội về việc tạm đình chỉ giải quyết, Lê Văn Dũng ra vẻ đắc chí đã có bài viết trên Facebook cá nhân để loan báo việc mình vô tội, được cộng đồng dân chủ chia sẻ cùng những lời chúc mừng. Nội dung Lê Văn Dũng tường thuật lại buổi làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, cho rằng những nội dung video, hình ảnh, phát ngôn của Dũng trên không gian mạng thời gian qua đều chuẩn mực, không vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu cơ quan tố giác phải xin lỗi Dũng vì đã làm mất thời gian, gây hiểu nhầm và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Dũng qua sự việc trên. Việc Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết như vậy, phải chăng Lê Văn Dũng đã thoát tội? Quyết định và thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, đây là thủ tục tạm đình chỉ do chưa có kết quả giám định nội dung, âm thanh, hình ảnh trong các video clip liên quan Lê Văn Dũng. Theo quy định của pháp luật, việc tạm đình chỉ thì việc giám định vẫn được tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả. Do vậy, trong thời gian tới, nếu có kết quả giám định của các cơ quan chức năng đủ cơ sở tài liệu, căn cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, thì việc Lê Văn Dũng có tiếp bước các dân chủ khác nhập kho trong thời gian tới cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với việc lộng ngôn của Lê Văn Dũng làm mưa, làm gió cùng kênh CHTV Việt Nam trên không gian mạng trong suốt thời gian vừa qua, mặc dù cá nhân Lê Văn Dũng cho rằng những phát ngôn của mình chuẩn mực, tuy nhiên, việc kết luận những nội dung này có chuẩn mực hay không lại là điều hoàn toàn khác thuộc chức năng của các cơ quan liên quan và theo quy định của pháp luật. Với hàng trăm, hàng nghìn video clip như vậy, nhiều video clip đã có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc. Có lẽ việc Lê Văn Dũng nhập kho chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lê Văn Dũng đừng vội đắc chí